bài đọc N2 được trích dẫn từ đề thi năm 2021. Đây là một bài dạng ngắn. Chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu xem là cái cách mà người ta ra đề như thế nào nhé. Cái bài này nó có một chút cái sự lừa gạt khi mà mình sử dụng y nguyên cái từ vựng xuất hiện ở trong bài để mà chọn đáp án thì nhiều khi nó cũng sẽ mắc sai lầm và chúng ta sẽ cùng phân tích cái bài ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ check. À, cái phần đáp án sau khi mà đã thử làm nhé căn thời gian để mà à, xem xem là mình có làm được đúng cái khoảng thời gian quy định hay không, khoảng tầm 2 phút một câu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái câu hỏi là Hisano kangaeni au no wa Cái nội dung nào phù hợp với cái suy nghĩ của tác giả? À, mình sẽ cùng đọc từ đầu nhá. Ikka wa hokosani mukete kakareta bunso de aru. Dưới đây là cái đoạn văn được viết dành cho những cái à, phụ huynh học sinh. 最初に知っておきたいのは歩行者が嫌いなものは衣も好きになれないということです Nô hóa ở đây thì kết thúc câu sẽ là tối yêu Cái điều mà tôi muốn mọi người uh, biết rõ đầu tiên ấy đó là hô cô gà kirai là một những cái thứ mà uh, phụ huynh học sinh mà không thích thì Koromo trẻ con nó cũng sẽ không thể nào thích được. Đấy là cái điều mà đầu tiên mà muốn những cái người phụ huynh học sinh biết cái điều đó ấy. đương nhiên là đúng không? cái nô no hóa ở đây nó chính là cái chủ ngữ này. Vậy mình sẽ thấy là tất cả cái đoạn ở cái nô hóa ở đây nó là một cái mệnh đề danh tư là omoe nai nô là cái việc mà à, không thể nghĩ rằng là nó ngon được cho những cái thứ mà à, bị hỏi rằng là ma dưới khi đấy à, con không thích à hoặc là con ghét nó à, à fudan kara đây là bình thường hoặc là thông thường trong cái đời sống hàng ngày à, những cái à, thứ mà luôn luôn bị hỏi là um, không ngon à rồi ghét à con không thích à nọ kia thì chắc chắn là chúng cũng không thể nào nghĩ rằng là nó ngon được và cái việc đó là cái điều đương nhiên ma à, mata mono muli ni nokoru bakari de -ga vô cáo ạ hơn nữa ma tạ ở đây là hơn nữa cho dù là tabe được là bắt đúng không bắt cái gì bắt ai đó thì ở đây mình sẽ hiểu ngầm đó là bắt bọn trẻ ăn một cách rất là miễn cưỡng những cái thứ mà chúng không thích ý. À, thì cho dù là mình bắt chúng một cách miễn cưỡng ăn những cái thứ mà chúng không thích thì là sẽ bacari đệ chỉ còn lại những cái omoidê là, là những cái ký ức mà không thích mà thôi và nó cũng không thể nào đem lại một cái kết quả tốt được sorenitaide sai số nigate datta tabemono demo otona tachi ga 笑顔で食べている姿を見て。 Sori ni taisute là một cái từ để nối Mà mình thấy rất là hay bắt gặp trong các cái bài đọc hiểu. Đó là ngược lại với cái điều ở trên Thì nó sẽ có một cái điều uh, ở phía đằng sau Có là ngược lại cái vế A Thì nó sẽ có một cái vế B Để thể hiện lại cái ý ngược lại Có là ngược lại với cái điều bên trên Thì ở đây mình sẽ dịch cái ý trái ngược đấy là gì đây ạ Là demo này Cho dù là những cái món ăn Mà lúc đầu rất là ghét nhưng mà mình sẽ phải hiểu đây là cái chủ ngữ ngầm ở đây nó là gì ai ghét thì mình vẫn phải hiểu ngầm ở đây chính là bọn trẻ nhé tại vì là cái bài văn này nó được viết dành cho những cái người phụ huynh học sinh và đang nói về những cái và đang nói về cái việc mà à, sở thích của trẻ trong cái ăn uống nên là cái câu này mình sẽ hiểu ngầm là à, muốn hướng tới những cái người à, phụ huynh học sinh là cho dù uh, lúc đầu bọn trẻ lúc đầu bọn trẻ rất là ghét hoặc là không thích cái món ăn đấy đi chăng nữa nhưng mà mình sẽ nhìn tiếp đến cái dấu phẩy thứ hai đó là kiyomi gawaki là nổi lên cái niềm hứng thú này còn cái mite đây là xem cái hình ảnh hoặc là cái hình dáng hình, hình dáng vẻ đúng không cái dáng vẻ mà siui no otonatachiga là những cái người lớn ở xung quanh chúng uh, lại làm sao lại tabete tự là đang ăn với một cái đế với một cái khuôn mặt rất là tươi cười rằng là ôi xin né ôi thật là ngon ấy Thì thì chúng sẽ uh, có một cái nổi lên một cái niềm hứng thú và sẽ có cái trường hợp cô tô gà adimas sẽ có những cái trường hợp mà chúng sẽ có thể ăn được thì ở đây cái cô tô gà a ở đây nó cũng là một cái cấu trúc ngữ pháp mình cần để ý tới đó là đằng trước động từ của mình ở dạng nguyên thể vấp rự cô tô gà a thì là đôi khi thỉnh thoảng đôi lúc là chúng sẽ có thể ăn được khi mà uh, chúng nhìn cái dáng vẻ của người lớn xung quanh bằng một cái nụ cười rất là tươi và nói rằng là ngon này Uh, thì chúng sẽ kêu mi gà hoa kỳ chúng sẽ cảm thấy rất là vui và hứng thú và có thể ăn được cái món đấy mặc dù sai sộ lúc đầu thì chúng rất là nigate, chúng không thích ăn cái món đó chứ uh, mà đi hen sâu nâng cư sự ni quá ở đây đi với đằng trước là động từ nên là mình sẽ hiểu là để để mà uh, làm mất đi hoặc là uh, không còn cái việc mà hên sâu cự là ăn uống một cách lệch lạc hoặc là ăn uống uh, ghét cái nọ rồi thích cái kia rồi chọn những cái để mà ăn ấy, uh, thì là để mà mất làm mất đi cái cái việc mà ăn uống uh, kén chọn của bọn trẻ thì cái cốt sự nano đạt là cái bí quyết ở đây nó chính là gì ạ là cố để Isoni tanoshimi là sẽ vừa cùng với lại bố mẹ và con cái cùng nhau tanoshimi cũng là cùng nhau tận hưởng cái món ăn cùng nhau hoặc là cùng ăn uống cùng nhau thì đấy là một cái cốt sự là một cái bí quyết để chúng có thể ăn được những cái món ăn mà chúng không thích thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần đáp án ở đây để mà xem xem là mình sẽ loại và chọn như thế nào nhá. À, câu một là gì ạ? Otona wa kodomo no suki kirai o kini shi nai ga i là người lớn thì không nên quá là kini sư đự đúng không? Quá là để tâm để ý tới cái việc mà à, suki suki kirai của bọn trẻ là đừng có quá để tâm để ý tới cái việc mà yêu thích của bọn trẻ à, yêu thích ở đây nó chính là cái việc mà câu nệ cho ăn uống ấy thì cái câu này bị sai rồi nhé cái đoạn mà ki ni sư shiki này hồ gái y này là người ta không có nói tới này câu 2 là gì ạ otona no tabemono ni taisuru sự tai đồ ga no suki kirai ni ekyo là cái thái độ đối với ăn uống của người lớn thì sẽ gây ảnh hưởng tới cái uh, sự yêu ghét hoặc là cái sự kén chọn trong ăn uống của trẻ thì cái câu này nó chính là cái đáp án của bài rồi nó nằm ở cái uh, uh, hai câu cuối này này đó là khi mà người lớn xung quanh À, ăn bằng cái khuôn mặt rất là tươi cười và nói là ôi xì nè thì là bọn chúng sẽ kêu mi kawaki và đôi lúc đôi khi là thỉnh thoảng là chúng sẽ có thể ăn được cái món mà lúc đầu chúng không thích nên là nó, ý nói ở đây nó chính là e kêu sư rự đấy là cái thái độ đối với đồ ăn của người lớn thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái sự kén chọn hoặc là cái sự yêu ghét của của trẻ nên là đáp án của mình nó chính là cái số 2 này. Còn câu số 3 là gì ạ? Koromo no goro no suki kirai wa otona ni natte kara mo kawaranai Thì cái đoạn mà khi lớn lên thì cũng không thay đổi này Thì người ta không nói tới rồi nên đáp án này cũng bị sai Câu 4 là gì ạ? Koromo no ski kirai o nakusu yori Sokuji o tanoshimu koto no ho ga tai da Thì cái câu này nhá mọi người đừng bị lừa Đó là ở trong cái câu của mình ấy Có cái từ tsumari là ni hóa là để mà à, làm mất đi cái sự kén chọn trong ăn uống của trẻ thì là chúng ta sẽ cùng tận cùng tận hưởng đúng không hoặc là cùng uh, bố mẹ và con cái cùng uh, tận hưởng với nhau ấy thì nó sử dụng lại cái cách nói đó à, dùng lại ở trong cái câu cuối này nhưng mà mọi người phải để ý tinh ý một cái đó là ở đây nó có cái từ Yori này và cái ý của nó sẽ bị lệch hẳn đi câu số 4 này mình sẽ dịch là thay vì đúng không thay vì là làm mất đi cái sự kén chọn của trẻ thì là điều quan trọng hơn đó là mình sẽ tận hưởng cái cái đồ ăn thì cái ý mà thì cái sokuzio tanoshimu này thì nó cũng có cái phần đúng là sẽ tận hưởng uh, tanoshimu cái 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 món ăn hoặc là cái thức ăn của mình cùng với nhưng mà nó thiếu đi cái ý là cùng với người lớn đúng không? Có là người lớn và trẻ con cùng ăn với nhau để mà tận hưởng cái đồ ăn này. Tiếp đến là cái đoạn mà thay vì mất đi cái sự kén chọn của trẻ thì là người ta không có nói tới cái yori này mà người ta nói rằng là để mà đúng không để mà làm mất đi chứ không phải là thay vì như vậy thì là chúng ta nên làm cái nọ cái kia mà là để là đánh mất hoặc là làm mất đi cái sự kén chọn của trẻ thì chúng ta nên làm cái nọ rồi nên làm cái kia với cái này nó thiếu một cái ý nữa là ô tô na tố hoặc là uh, những cái người lớn hoặc là uh, cha mẹ đúng không cùng nhau tận hưởng đồ ăn với cha mẹ chứ không phải cái ý là uh, tận hưởng đồ ăn không mà là phải là tận hưởng đồ ăn cùng với cha mẹ nhìn thấy cái dáng vẻ của cha mẹ thì là chúng sẽ cảm thấy rằng là thích cái món ăn đấy nên là đáp án câu số 4 này của mình phải là bị sai thì chúng mình để ý kỹ một tí thì là nó sẽ ra được ngay thôi. Đáp án của mình là cái số 2 này thì là nó chính là cái phần mà nó giải thích ở cái câu uh, Soreni taiste này đến cái đoạn mà Kotoka Adimas thì cái summary này nó là cái tổng kết nội dung nhưng mà tổng kết nội dung của cái ý chính ở cái nằm ở cái câu đằng trước đây và nó chính là cái đáp án nằm ở câu số 2. Thì khi mà chúng ta đọc ấy thì cái mẹo của chúng ta là khi mà cái câu đáp án của mình ấy nó sử dụng cái từ ở trong bài ấy nếu như mà mình tìm thấy được cái sự tương đồng kể về mặt từ ngữ và về mặt ý nghĩa thì mình mới quả quyết để chọn. Còn nếu như mà nó sử dụng y nguyên cái từ ở trong bài nhưng mà nó chỉ mình phải dịch thật là kỹ xem là có thực sự chuẩn xác hay không thì mình mới có quyền được chọn cái đáp án đó nhé. Và đáp án của mình ở đây nó là cái câu số 2. Nó nó không hề sử dụng mà chính xác một cái từ vựng nào ở trong bài Nhưng mà nó thể hiện cái ý một cách chính xác nhất Nên là đáp án của mình là cái số 2 nha Thì đó là cái bài ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài giải thích tiếp theo